Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rồi hôm nay thì chúng ta lại gặp clan GAV. Mình hay gọi cái clan đấy là GAV cho nó nhanh và gọn. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắn cây AN94 cùng với cây cung Zonda và cover cho mình nữa là cây quắm VIP luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng tấn công vào cái này là cầu ngang. Bước đến đèo ngang, bóng xế tà. Rồi nhảy vài phát lên chỗ cao. Lang thang phía trước vài con GAV. Rồi, lác đác đằng sau toàn đồng đội. Rồi, nói con thì hơi sai, vài bác GAV đi. Lát lại xem commit clip của mình lại cho mình lên thớt thì thôi. Em sợ lắm. Rồi, mình sợ lên thớt lắm anh em ạ. Lên thớt thì kiểu gì cũng như con cá ấy, chặt nhiều phát. Làm sao tôi sống đây? Rồi, lên thôi. Các bạn ơi, lên thôi. Cái gì đấy? Ngắm nghía cái gì? Lao lên mà sấy luôn. Cái gì đây? Ôi, đúng rồi. Đố ai định nghĩa được chứ kêu. Có khó gì đâu. Chết nhầm. Đố ai định nghĩa được chứ kêu. Rất khó cho nên biết chết liền. Đi vào sai A. Bắn một phát. Mọi người nằm xuống thế là kêu. Ủa gì đấy? Này thì sấy. Này thì đèo ngang, cầu ngang thì tôi chả sợ nha. Ủa thằng kia hay nhở. Anh em bắn kinh quá. Rồi, anh ơn chơi hay là chủ ạc vậy? Rất tất nhiên là mèo biết rồi. Tại vì ăn này mình mượn. Nên cái điều mà biết hay không chắc chắn luôn là không ai biết. Chả ai biết mình quay đâu. Tại vì ạc mượn mà. Cả clan cũng không biết đâu. Từ từ đã. Rồi thằng nào ném flash đấy. Lên luôn. Clan người ta hơi bị yếu thì phải. Mình có cảm giác là sấy là phê. Rồi cái này đam to phê nha mặt. Đó các bạn chưa. Sấy phải gọi là chết luôn. Rồi. Có khó gì đâu. Lao vào sai. Mọi người nằm xuống thế là kêu. Rồi chúng ta là hơn 2-0 rồi. Có lẽ là thắng là dễ dàng. Map này thì mình nên nghĩ là các bạn nên mang sniper vào chơi cho nó tốt hơn. Đây thì mình cầm tank. Rồi mình khuyến khích là cầm sniper. Còn tank thì mình không khuyến khích tại vì mình không bắn hay cái map này về tank. Mình chỉ bắn được sniper thôi. Tuy là tiền sniper của mình nó không được hay. Ấy chết nhầm, đúng rồi, tiền sniper mình không được hay nhưng mình vẫn cố gắng vào đây snip các kiểu. Hỏi đừng khinh mình nha. Mình cầm sniper vào đây thì chả sợ bố con thằng nào đâu. Ui, bịt ngay. Ơi, đứng móc này bạn ơi. Đúng rồi, gì đấy. Gì đấy? Cho nó cả bo này. Ủa ôi, chết luôn kia. Mình cứ tưởng là nó ăn luôn rồi nên mình không thấy nữa. Thế mèo nào. Anh em đâu, cover. Tôi trong rồi. AK mệnh quá bạn ơi. Rồi level 84 nó hiếp sấp mặt lờ. Tuy nhiên là GAV chuối. Bạn ơi, chuối bạn to mấy centimet. Bạn hay quá. Yêu cầu là bạn bớt lại để cho tụi mình bắn với á. Rồi như này thì sấp mặt. Cố lên anh em, còn hai người nữa. Bây giờ sẽ là màn giao đấu giữa hai thanh niên bên clan GAV và clan CRD hay gì đấy quên rồi. Đúng rồi, CRD, rồi viết tắt là CRD cho nó nhanh. Đọc tên clan thì nó dài VL ra ý. A kìa, ở sai A. Cố lên. Tuy nhiên này hình như là không biết là có phải ở clan GAV, clan CRD không. Mình không thấy là cái tên là nó giống với clan của mình. Clan của chủ ạc đi. Nói của mình thì hơi bị sai. Trận này không làm được gì, phải nằm xuống trước tiên này. VL. Rồi, cho mình một chút giây nào đó bình tĩnh lại. Bình tĩnh, tự tin mà khoe cá tính. Tao hơi sợ chúng mày quá cơ. Đấy, khẩu này nó hồi đầu thì mình cứ chê nó phế vật cơ. Này thì nấp. Hết nấp rồi nhá. Nhưng sau này mình bắn thì nó rất là ngon. Úi trời, nó lên nhà kìa. Sao không đục xuống được thế này. Khắn thế. Để lùng ở B kia. Để lùng ở B kia. Rồi, mình đọc thường nhầm. Biết rồi, B hơi bị nát. Này thì nguy hiểm này. Úi trời, cây này nó xấy. Vào đấu dễ cực ạ. Ủa ơi, cái gì đấy? Mình cứ tưởng là không có. Rồi, đắng hết cả lòng. Không, pha đấy không kính tim được. Thử xem nào. Vậy bình tĩnh lại. Bình tĩnh, tự tin. Khoe cá tính. Rồi. mình có cảm giác bất an. Có lẽ nào bật kèo chăng? Bật kèo chăng?
Rồi thủ thôi, thủ thôi, đừng gó lên. Nguy hiểm quá, đôi khi lại sấp mặt. Cứ từ từ thôi. Từ từ thì khoai anh sẽ nhừ thôi. Anh em không nên là chơi C4 mà hấp tấp là kiểu gì cũng sấp mặt. Gọi gì đấy? Cái định mệnh nó nữa. À, này thì tao sợ mày quá cơ. À, trông sai. Ủa, thôi, yếu quá rồi. Mình nghĩ là mình nên qua bên này. Đấy, mình khá là yếu rồi. Ủa, trông sai có à? Đâu vậy? Ủa, vãi tật. Mình không biết là đường nào luôn á. Nó bắn đường nào ấy nhở? Mình biết là thằng kia kêu mình rồi, nhưng lúc trước đó thì không biết là ai bắn mình. VL. Không thể tin được. Đâu ra nhiều hướng quá. Một pha rất là ngáo ngơ đến từ mình. Hình như là đồng đội mình bắn ấy. Nhưng mà bắn dị vãi, đứng sau cover kiểu gì đấy. Rồi, đấy có thằng đồng sai kìa, bị có sai đâu. Đấy, mình nói có sai đâu. Mình thấy cái dáng ở trong sai rồi. Nhưng không ngờ là tự dưng lại có một thằng ở mốc ở phía sau nữa. Nhanh quá, thằng kia thì nó đuổi theo thì nhanh rồi. Mình có một thằng nữa là mình chậm lại. Ui, này thì sấy này. Ui, sấy này. Lại nguy hiểm với tôi nữa rồi. Bạn chuối ơi, khẩu AK-47 của bạn nó không mạnh bằng AN-94 đâu. Khẩu AN-94 nó đục kinh lắm anh em ạ. Tuy là khẩu AK-47 nó đục ghê rồi, nhưng cái AN-94 nó hơn, tuy là hơn nhưng hơn cũng không nhiều. Cơ bản là hơn cũng không nhiều. Mình nghĩ là mình không nên đấu súng tại vì mình còn 19 HP thôi. Pha này bắn phải chắc hơn tí nữa kẻo bị lật kèo. Lật kèo thì khoai lắm. Ơ cái định mới. Móc này. Nước. Nước B. Rồi nó lên nhà rồi, chết luôn rồi. Cái định mệnh nó nữa. Hình như chưa chết. Cắm thế. Giả vờ thôi, đúng rồi. Bên nó chỉ giả vờ những hiệp đầu thôi. Và hiện tại thì tụi mình đang bị bật kèo. Snip thay vào em ý. Người cuối cùng, thôi xong rồi. Bắn xuống còn 14 HP thì không trông mong thì được rồi. Pha này mình phải có snip cơ. Không snip thì khắm lắm. Tại vì cái map này mình không bắn quen tanker. Tanker thì các bạn nên đi theo cái đường này thì nó sẽ tốt hơn. Đừng có đi đường hẻm B. Hẻm B thì các bạn có thể cover cho đồng đội bắn lên thôi. Không cho nó đẩy lên ở hẻm thôi. Các bạn cũng không nên đẩy lên cái đường hẻm làm gì. Tại vì hẻm thì nó rất là khó cong. Này thì nấp trong đấy. Ủa, tao lại sợ mày quá cơ. Nằm trong cái tầm ngắm rồi thôi. Sấp mặt. Đâu rồi? Á đủ nó ở trên site A. Chắc chắn luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Ủa, trong A à? Ghê thế. Tự nhiên dị vãi. Vãi nồi. Rồi tự dưng là đục cầu A là cái gì nó không biết. Đứng ngoài mà chết cho nó ngắn nó gót. Vào đấy là chết lâu hơn thôi. Câu giờ. Kiểu gì cũng không cân được team. Rồi bây giờ sẽ là trận 4-3. Vãi căng thật nhở. Cách một round là thắng với lại thua các kiểu. Lúc đầu thì như là tụi mình thắng 3 round và bây giờ cũng lại thua 3 round liên tục. À này móc. Móc này. Móc này. Điện ngay. Kiểu gì cũng có thằng móc. Đâu rồi? Cái gì đây? Bên A có à? Ok mình sẽ lên A nhá. Bên hẻm A chắc chắn luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Ơ mới. Nãy vừa thấy chết đi một chùm ở chỗ đó mà mình không ăn được. Ui. Đây. Úi giời. Ơ cái định mới. Khắm chưa? Sấy nó cấu được có 20 HP ạ. Rồi vãi cấu. Thiếu tí nữa là mình kết thúc round rồi. Cày thế à rồi. Thiếu tí nữa thôi đấy. Tiếc thật. Một pha mà. Gà. Rồi gà cũng được, không sao. Chúng ta hãy cố gắng lên, đừng chửi nhau. Thua thì không nên chửi nhau đâu anh em nhá. Thua thì hãy cố gắng vắt não mà suy nghĩ làm sao để thắng. Chứ đừng có chửi nhau. Chửi nhau thì sẽ làm cho cái trận đấu làm đồng đội mình nó thêm rối thêm.
chứ không có giúp ích được gì. Như thế thì nó sẽ gây áp lực lên đồng đội, bởi vì những người mà tạ team thì nó rất là áp lực, và áp lực thì càng ngày càng chết nhiều, và như thế thì sẽ làm team mình càng ngày càng dễ thua đấy. Nếu mà team mình có người bắn bị thọt thì hãy chat lên một câu cố lên bạn ơi, cố lên bạn tạ ơi đấy, hoặc là cái gì gì đấy, cái tên in game của bạn đấy cũng được. Có thằng nấp trong này. Ủa lọt lên nhanh thế, nó không thấy mình này, đùa, bạn lại tỏ ra nguy hiểm với mình rồi. Hỏi vào bi thôi, bi sai, bi sai. Ui flash làm cái gì, chúng ta là đồng đội mà, đờ mờ các thím chơi vứt flash vào. Này thì tao lại sợ mày quá cơ, khẩu này đam mệnh thật anh em ạ. Công nhận là bán rất là ngon, nếu mà khẩu này trong shop là rẻ nhá. Ui đây trong này chết chắc rồi, thằng này khó chết lắm, phải đứng con này khó chết vờ lờ. Rồi không được rồi, cấu được có 53 HP. Con này bắn hay nhở, đứng lúc đấy sấy mình chết. Ủa cân tận 2 thằng 3 thằng rồi này. Aqua kìa. Cái địt mệnh nó ăn luôn này. Thằng kia yếu máu rồi mà. Nó yếu máu lắm, đừng sợ em này, đừng sợ. Đừng sợ, thằng này yếu rồi. Hay quá, win rồi. Căng vờ lờ ạ. Rồi bên nó hình như là có một người thoát ra. Rồi cảm ơn bạn thoát ra nha. Nói chung đánh giá giữa hai bên thì chắc là cũng cân kèo thôi. Bên người ta có một người thoát ra. Rồi mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem mình thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.